Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Văn Hóng Ô Tô. Rồi kết thúc chuỗi sự kiện của BYD. Thì ngày hôm nay ngày 1 tháng 7 2024 anh em ạ. Nói chung là trong chưa đầy mấy tuần mà VinFast họ liên tục ra các cái chính sách mới khiến cho cộng đồng anh em xe điện, anh em hóng VF3 cứ loạn cào cào hết cả lên anh em. Thì có cái thông tin mới ngày hôm nay của VinGroup, VinFast hay là của bác Vượng. Thì đây anh em thấy rồi, là bác Vượng bác ấy sẽ lập một công ty mới anh em. Đấy, đây trang chủ của VinGroup này. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty mua bán và cho thuê xe điện thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đó, với cái ảnh của VF5 Plus. Hình như ngày hôm nay thì VinGroup họ cũng công bố về cái bản VF5 dành cho thị trường Indonesia thì phải. Đây, VF5 cho thị trường Indonesia. Thì con này nó bị cắt khá nhiều thứ nha mọi người. Nên giá ở bên Indo giá của nó rất là rẻ. Đó. Tính ra tầm khoảng 300 triệu thì phải. Hơn 300 một chút. 380 mấy, mình không nhớ không lắm. Và ngày hôm nay thì VF5 lại có một cái nữa, nó là ra mắt 8 cái màu mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 màu mới. Và những cái màu này thì lấy cảm hứng từ VF3. Rồi, thì bên cạnh đó thì cũng có một thông tin rất hay đối với anh em yêu thích xe điện. Đó là Geely, họ ra mắt một thế hệ pin mới. Hãng này nó cũng sản xuất ô tô điện nha anh em, nó lại có công nghệ pin mới. Đó. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ phân tích những cái câu chuyện mà đầu tháng mới này chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để bàn luận về ô tô và đặc biệt là ô tô điện. Rồi các bạn xem trong clip ngày hôm nay nhé. Ok. Đầu tiên về cái sự kiện mà ông Vượng lập công ty mua bán cho thuê ô tô điện thì mình sẽ lấy một bài ở trên VN Express nhá. Bài bên VinGroup họ viết hơi ngắn. Đó. Thì đại khái là ông Vượng cũng lập một công ty tên là SGF. Đó. Nó viết tắt của For Green Future, tức là vì tương lai xanh. Ê, có diễn giả ở dưới đây. For Green Future. Thì như các bạn đã biết là VinGroup họ đã thành lập là VinGroup đầu tiên là công ty mẹ đúng không? Thành lập VinFast. Và là từ VinGroup lại đẻ ra công ty là GFM, là công ty xanh. Rồi đẻ ra công ty là Evergreen. Tất nhiên là công ty GFN này hay là Evergreen này thì nó không thuộc tập đoàn VinGroup mà nó là công ty của ông Vượng. Và ông Vượng lại là chủ tịch của VinGroup, về bản chất thì nó vẫn là của VinGroup thôi. Đây là một hình thức gọi là tách công ty nghe đó. Thì mình xem nào, điểm qua một chút về công ty FGF này thì nó có gì nhá. Nó sẽ có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Và do ông Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup nắm 90% cổ phần. Và ngành nghề của nó là mua bán cho thuê ô tô điện VinFast. Ô tô điện VinFast đấy nhá, không phải ô tô điện của BYD, Geely hay là Wuling nhá, chỉ ô tô điện của VinFast thôi. Và đây, công bố sáng nay 1 tháng 7 thì ông thành lập công ty của nó là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ FGF. Mình đọc theo tiếng Việt nhá. Còn tiếng Anh nếu biết đọc FGF gì đấy, For Green Future, vì tương lai xanh. Và hoạt động trong lĩnh vực mua bán ô tô điện rồi. Và FGF này được thành lập nhằm phủ sóng ô tô điện, thúc đẩy chuyển đổi xanh và hướng tới cam kết Net Zero vào 2050 của chính phủ. Mình không biết cái cam kết này. Đó. Bạn nào biết về cái cam kết này thì comment bên dưới video nó xem là về cái gì nhá. Và ông này Vượng nắm 90%, vốn điều lệ của nó 200 tỷ. Đấy, sao cái này viết đi viết lại. Đấy, sẽ là thúc đẩy ô tô điện và hỗ trợ chủ xe VinFast khi có nhu cầu bán lại xe. Tức là xe thì mình phân tích vui nhưng mà xe thì chưa biết là bán được hay không. Nhưng mà đã lo cho khách là bán xe rồi. Một doanh nghiệp lo nghĩ rất sâu, rất xa đúng không? Rồi, và VinFast cũng đã từng công bố chính sách là cam kết mua lại các dòng xe ở VF9. Đó, có khi mà muốn có nhu cầu đổi sang xe mới 100%,
cái này đổi sang xe mới mình không nghĩ là đổi sang xe gì hay đổi sang xe xăng hay xe hãng khác, nhà chỉ ghi là đổi sang xe mới 100%, cái này cũng không rõ lắm. Rồi, và ngoài việc là mua bán xe cũ thì công ty FGF này nó sẽ cung cấp dịch vụ là cho thuê xe điện tự lái bao gồm cả xe cũ và xe mới 100%. Và cái mô hình này đã được VinFast kết hợp với các đối tác triển khai tại châu Âu từ năm 2022. Đó. Rồi, và trong giai đoạn đầu thì FGF nó sẽ có khoảng 1.000 đến 2.000 xe cho thuê tự lái, gồm toàn bộ các mẫu VinFast đang phân phối tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Và sau khi vận hành chính thức, tức là hôm nay mới tuyên bố thành lập thôi, còn chưa hoạt động nha anh em, khi nào hoạt động thì sẽ review. Đại khái là hôm nay mới công bố là thành lập thôi. Quy mô đội xe sẽ được tính mở rộng và tăng số lượng. Đây, và thông qua FGF thì người dùng sẽ có thêm lựa chọn để tiếp cận sử dụng xe điện với chi phí tối ưu và sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Ok, bởi gọn cả. Việc thành lập FGS là bước đi tiếp theo của ông Phạm Nhật Vượng, cam kết sẽ đầu tư cho VinFast đến khi hết tiền. Đó. Và trước đó thì ông này đã thành lập công ty Di chuyển xanh và thông minh, tức là GFM, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, và công ty phát triển trang sản toàn cầu VGreen. Rồi. Thì với mình hay là với cá nhân mình ý, là người chưa sở hữu xe điện đi, thì cái thông tin này với mình thì nó cũng mang lại cả niềm vui và cả những nỗi lo anh em. Vui thì mình sẽ có thêm lựa chọn là ngoài việc mà mua những chiếc xe mới như Vespa này, mua mới là 300 bao nhiêu củ đấy, hình như bây giờ 320 đúng không, 320 cả pin, thì mình có thể lựa chọn là mua xe cũ. Nhưng mà mua xe cũ thì chắc cũng phải 1-2 năm nữa người ta mới bán kìa, chứ còn xe lướt thì cũng khó, mới mua mà đã bán ngay thì cũng hơi ghê đúng không anh em nhé. Một cái mẫu xe mới ra mà người ta lại bán luôn thì cũng hơi ghê đó. Và muốn có những chiếc xe lướt, tất nhiên là xe lướt thì cũng có thể là trong vòng 1-2 tháng người ta đi, người ta có công có việc, thiếu tiền, kẹt tiền hoặc là cái gì đấy người ta phải bán gấp thì cũng có những trường hợp đó. Nhưng mà một công ty như mình nói từ đầu ấy, đang tập trung lo bán lại tập trung đi lo đầu bao tiêu đầu ra đầu vào thì nghe nó cũng hơi mơ hồ. Rồi, ngoài việc là mua xe cũ thì chúng ta có thêm được cái chính sách là cho thuê thuê xe điện, thuê xe đây mình có thể thuê cả xe cũ cả xe mới nhá. Giá chắc là xe thuê xe mới thì nó sẽ đắt hơn là thuê xe cũ. Thường nếu là thuê xe thì tất nhiên là xe cũ, xe mới người ta bán chứ ai người ta cho thuê, đúng không? Nhưng mà mình phân tích như này, mình có theo dõi VinFast từ lâu thì cái việc mà mua xe cũ thì đây không phải là trường hợp đầu tiên VinFast họ chơi cái bài này. Từ cái đợt mà xe xăng, từ đợt 2018-2019 chẳng hạn, thì VinFast họ có ra một cái chương trình đó là Smart Solution. Đó, nó là một công ty mà chuyên thu mua các cái xe cũ, xe xăng, để ví dụ nhá, người ta định giá một cái xe, ví dụ mình bán con Fortuner chẳng hạn, và muốn có nhu cầu là đổi sang xe của VinFast, của đó là có VinFast Fadin, VinFast Lux A, VinFast Lux SA không, thì mình mang con Fortuner của mình đến, mình mà muốn đổi sang con Lux A thì người ta sẽ định giá con Fortuner mình bao nhiêu tiền, ví dụ 600 chẳng hạn, thì người ta sẽ đưa cho mình 600 và 600 đó mình sẽ mua trước Lux A hoặc Lux SA của VinFast chẳng hạn. Và những cái chiếc xe mà họ thu về, họ định giá rồi họ sẽ bán lại cho những người khác. Đó. Đây là cái chương trình cũng, nó cũng không phải là mới của VinFast đâu, nhưng mà cái chương trình đó nó dừng từ 2022 rồi, sau khi mà Vin họ tất tay cho xe điện. Đây. Nó có sách máy có trường đây này anh em. Đây, chính là cái chương trình này anh em. Đó là Smart Solution nhá. Đó. Cái chương trình này thì kết thúc năm 2022 thì họ đã dừng rồi. Đó. Đây, đổi những chiếc cũ để lấy lắc hệ đa chẳng hạn. Đó. Ok, hình như là cái chương trình này họ không áp dụng lại với xe điện đâu, chỉ áp dụng với xe xăng thôi. Rồi, đó là cái việc mua xe cũ.
thì không phải là câu chuyện mới. Còn việc cho thuê thì hiện nay theo mình biết thì GFN họ cũng chạy cái dịch vụ là cho thuê xe tự lái. Đây, đây GFN đây anh em, đúng không? Xanh GFN này, họ có gọi là xanh FM Raton cho thuê xe tự lái, thì cũng có cái dịch vụ này rồi. Đây này, ví dụ giá thuê VF5 là 600, gần 700 nghìn một ngày, F34 là gần 900. Đó, hình như siêu cho thuê xe VF7 à. Đây, hiện tại họ đang cho thuê xe 4 mã này. Đó, gọi hotline là mình vẫn thuê được. Thì như vậy, cái câu chuyện mà ông Vượng thành lập công ty FGF này thì bản chất nó chỉ là hợp nhất GFM với Smart Solution thôi. Đó cũng không phải là câu chuyện gì mới cả. Đó. Nhưng mà mình thấy rất nhiều gọi nông na là các ông bác què đấy. Nói chung là khi mà cứ Vin họ ra, VinFast họ ra cái chính sách gì thì là cũng có một nhóm là ủng hộ rồi, tuyệt vời, ông Vượng tuyệt vời đó. Thì lại cũng có những cái ông mà xe gì toàn bán xe taxi, đang yên mình đi chung với xe taxi này rất nhiều nhá. Rồi công ty xe thì chẳng lo bán mà cứ đi lo khuyến mại, rồi ôi nó thế nọ thế kia, rồi đùng cái lại rút khỏi Việt Nam, rồi lại biến mất, rồi lại bán cho ai đó, bán cho ông kia, rồi lại sang tên đổi chủ. Chuyển đổi nhanh mà. Thì mình thấy rằng thực sự mỗi bên thì họ đều có một cái góc nhìn và một cái định hướng của mình, đúng không? Còn như mình ở giữa đi, mình thấy nói chung cả hai bên họ đều có cái đúng. Ví dụ những người họ dùng xe điện, họ thấy những cái tiện ích của xe điện này, ví dụ như là tiết kiệm. Mà mới nhất là Vin ông Vượng có chính sách là sạc điện 2 năm, đúng không? Sạc điện ít nhất là 2 năm miễn phí đối với Vinhome và 1 năm đối với chủ xe điện VinFast. Thì thấy nó hiện tại trước mắt thì đúng là có rất nhiều các ưu điểm. Nói chung là nếu bây giờ một người mới mua xe mà họ nhìn thấy đầu tiên là bây giờ họ sẽ cân nhắc đó chính là xe điện. Ui bây giờ xe đang rẻ này, mẫu mã đẹp này, được miễn phí sạc này, rồi chính sách lo chọn gói này, rồi đủ các thế gọi chạm sạc tại các đường cao tốc này, mỗi tỉnh nào đều có chạm sạc rồi, phủ sóng hơn 10.000 chạm sạc rồi, thì họ đều sẽ quan tâm đến xe điện. Đó. Cái này thì cũng tốt thôi. Nhưng mà với mình thì ngoài những cái thật sự là cái điều rất nhiều cái bánh ngọt trước mắt như này thì mình cũng rất là lo anh ạ. Lo tại sao đấy, anh em nhìn đây này. Tại mình nói đầu trong video rồi. Đây, anh em thấy không? Geely họ ra mắt hệ pin mới đây. Đây. Họ ra công nghệ như hôm trước thứ bảy mình đi cái sự kiện của BED thì BED họ rất tự hào họ cái công nghệ pin đặc thù của BED, đó là công nghệ Blade. Cái công nghệ này thì mình đã nói trong cái video mà chia sẻ cảm giác của mình sau khi lái xe điện BED ấy. Thì tóm tắt là cái pin đấy nó sẽ an toàn hơn này, nó bền hơn này, tuổi thọ nó cao này, nó gia tốc mạnh này, dòng xả nó cao, rất nhiều 5-6 điểm gì đấy. Thì Geely họ cũng đã ra mắt một cái hệ pin mới, nó gọi là Aris Short Blade, cũng có chữ Blade. Rồi, và cái công nghệ này thì giống cái công nghệ của BED thôi, họ sẽ phát triển trên là pin LFP nha anh em. Đó, đây này, đại khái là tóm tắt cái công nghệ của Geely này. Geely này cũng là một cái hãng sản xuất ô tô rất nổi tiếng ở Trung Quốc nhá. Đó. Rồi, xem nào, công nghệ này thì nó sẽ gọi là công suất của nó là kích thước ngắn hơn, chiều dài ngắn hơn, thể tích pin gọn hơn, nhưng mà lại tăng mật độ dung lượng. Đấy, cũng có đổi bền cao, ổn định nhiệt và dung lượng tốt hơn. Còn ứng công nghệ tự nóng chảy động quyền cho phép tấm nhôm nóng chảy tạo thành lớp cách điện khi bị đâm thủng, nó kiểu như nó tự vá pin ấy. Đó, đó, cái này giống cái ở trên BYD ấy. Đấy, thế tại sao mình lại lo ở đây? Đó là mình thấy VinFast họ đang chạy đua về số lượng nhiều hơn là phát triển những công nghệ cốt lõi ấy, công nghệ độc quyền chẳng hạn. Hiện tại thì mình trước ngay cả mình đi sang nhà máy của Vin chẳng hạn, mình vẫn chưa thấy có một cái gì đó thật sự là ấn tượng. Đầu tiên là chúng ta cũng thấy khó khăn rồi, là hiện tại là nhà nước chưa hỗ trợ gì cho xe điện của Việt Nam hay cho VinFast cả. Và họ thì thật sự là họ đang rất chật vật anh ạ. Kể cả ra nhiều chính sách miễn phí sạc này thôi, hay là thành lập các công ty như này thôi, nhưng mà thật sự họ đang rất khó khăn. Doanh số bán thì khách hàng thì
chủ yếu là than nội bộ anh ạ, than cho GFM thôi. VinFast bán khách hàng chính của VinFast lại chính là GFM anh ạ, là công ty con của VinGroup thôi. Bản chất thì nó vẫn là tự sản xuất, tự dùng, tự bán, tự cho thuê đó, tự cung tự cấp anh em. Nó rất là khó khăn. Và mình Việt Nam mình là chưa có một công nghệ, mình chưa thật sự là tạo ra được một công nghệ gì đột phá chẳng hạn. Ví dụ như xe siêu rẻ này hay là xe cái gì gì đấy mình chưa nghiên cứu được. Đi sai mình vẫn phải thuê các chuyên gia ở nước ngoài. Pin thì hiện tại mình vẫn cũng chưa sản xuất được anh em, vẫn đang phải dùng pin của Trung Quốc, vẫn đang cố gắng thử để mang pin từ Quảng Áng vào để lắp. Và xe thì đầy đường đấy nhưng mà toàn taxi thôi, nó khó khăn rất là nhiều anh em. Khách ấy, người ta vẫn hoài nghi ấy. Bây giờ các bạn thử một câu chuyện ngồi ngoài nước ở quán nước đi. Bây giờ nói vui với nhau là mua ô tô điện thì có ông nào dám mua không? Hay chỉ hiểu đi thích lắm, êm lắm, ngon lắm, mượt lắm, giá cũng được anh ạ, chưa ai dám mua. Thì họ vẫn có những cái ngại. Ái ngại về tuổi thọ pin, về chế độ bảo hành. Cũng thấy, mình thấy rất nhiều người trên mạng mới đăng cái bài gì nhỉ, có thật sự là sửa chữa xe điện rẻ hơn xe xăng, bảo dưỡng xe điện có thật sự rẻ hơn xe xăng hay không? Mặc dù đúng là về lý thuyết là bảo dưỡng xe điện là chúng ta sẽ không phải là thay dầu máy, thay rồi lọc biết các kiểu đúng không, các cái chi tiết như là buji, dây cao áp. Nhưng mà đối với xe điện thì nó cũng có những chi tiết rất dễ hỏng như là dây HV, cái dây đỏ đỏ ấy, nó là cái dây điện áp cao này, nó cũng là dây cao áp đấy. Cái bộ đấy nó cũng mấy chục triệu anh em. Rồi nó cũng có hỏng như là trước có cái vụ mà cái vụ VF5 bị thủng cái cây của pin ấy, thủng cái vỏ khung, cái vỏ nhôm của pin mà sửa mất chín mấy triệu. Thông tin đó là thật nhá chứ không phải là đồn thổi đâu. Thì chúng ta thấy rằng cái phí sửa chữa của xe điện nó không phải là rẻ đâu. Xe gì thì xe đấy thôi, nó đã xảy ra tai nạn sự cố là đã đi ô tô là xác định là tốn rất nhiều tiền đó. Xe nào thì xe thì chúng ta cũng phải đi giữ. Và cũng như người bảo là ui ôi bây giờ mua xe của Vin mai kia nó độc quyền, mình muốn mua cái đồ gì chỉ có vào VinFast mới có, không mua được ở Trung Quốc, rồi không mua được cái đỏ thế trai, không có hàng OEM, rồi bên thứ ba cung cấp. Nó rất nhiều thứ phải đau đầu, phải suy nghĩ. Và tất nhiên là bạn nào rồi tiền tao không thiếu, thích tao cứ nhảy bạn tao mua. Còn mình đang dưới góc nhìn là như cái kênh của mình tiêu chí đó là mua rẻ, cái gì cũng phải rẻ, rẻ rẻ rẻ, càng rẻ càng tốt, rẻ nhưng mà chất lượng nó. Thì mình thấy rằng cái tâm lý chung của người Việt Nam là họ vẫn thích những cái gì nó sửa chữa rẻ, độ bền nó phải cao, rồi nó cũng phải đẹp. Tiền ít phải đòi rất nhiều đúng không? Thì cái câu chuyện đó là hiện tại thì Việt Nam mình chưa có một cái công nghệ nào cốt lõi cả. Có chăng là chúng ta vẫn đang đại khái là thì sản xuất thì vẫn sản xuất được đó, nhưng mà giá thì so với mặt trùng chung thì nó vẫn đang cao anh ạ, chứ không phải là rẻ đâu. Đó, rẻ không rẻ hơn được bao nhiêu, cạnh tranh thì rất nhiều, đối thủ sang thì rất đông, hết ông U Linh xong lại đến BYD còn Geely, rồi sắp tới sẽ có rất nhiều các hãng nữa. Và đặc biệt là khi Việt Nam tham dự các nghị định FTA miễn thuế, ví dụ như này, các hãng bây giờ họ toàn, tại sao họ toàn lắp ráp nhập từ Indo hay Thái Lan, tại vì các nước đó đang có thuế nhập khẩu là 0% anh em ạ. Và sắp tới thì các cái khối của châu Âu mình cũng sẽ miễn thuế theo lộ trình EVFTA, là cũng các nước châu Âu là cũng sẽ 0% đó. Nên là cái cuộc chiến của ông Vượng này hay VinFast này, cái cuộc chiến của xe điện Việt Nam này với các hãng sẽ còn rất nhiều câu chuyện nữa. Và như cá nhân mình vẫn mong muốn là ở nhà nước mình sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho VinFast, người dân có cái nhìn thân thiện hơn với xe điện của VinFast đó, để cho chúng ta sẽ có là một cái nền xe điện thật là tuyệt vời đó, giá rẻ người nào cũng được đi. Rồi, một chút chia sẻ của mình, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào lại trong các video tiếp theo.